Nếu mà mình có điều kiện, nhất là quý vị thấy là ở miền Nam thì chúng ta trời nắng ấm vô cùng, nắng quanh năm, có vẻ hơi nóng chứ không phải, nhưng mà có cái là vì cái khí hậu này thì chúng ta có thể có những cái đám cưới như thế này, nhưng mà chỉ có cái là đây chúng ta có thể là ở với nhau ở xa quá cho nên không có những cái phương tiện để mà đi như thế này. Nhưng mà cảm ơn tất cả các em sinh viên Việt Nam đã mang đến chúng ta những cái hình ảnh đẹp. Dạ vâng, và quý vị, nếu mà quý vị để ý bên tay trái của mình hơn thì thấy là có những cô phù dâu của bên nhà gái đã ngồi, đã đứng và sửa soạn để đón nhận những món quà, những cái của hồ môn món quà mà nhà trai sẽ mang đến để mà đón dâu. Không nghĩ lại quên rồi ta. Hình như mình để con trống rồi.